Sau 2 tháng chạy đua, vòng bảng UEFA Champions League đã chính thức khép lại. 16 cái tên đi tiếp đã chính thức lộ diện. Đây là câu chuyện về họ, về cách họ đã vượt qua vòng bảng và trở thành những đại diện sẽ tiếp tục cạnh tranh trên cúp bạc danh giá nhất châu Âu. Ở bảng A, bảng đấu mà chúng ta hình dung về bóng đá tấn công và tốc độ sẽ lên ngôi, thì đúng là họ lên ngôi thật. Nhưng Napoli và Liverpool đã tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại của bảng đấu này. Họ tiến vào vòng knockout với cùng 15 điểm khi cả hai thắng tất cả và chỉ thua đối phương ở trên sân nhà. Liverpool chính là đội đã chấm dứt chuỗi bất bại của Napoli từ đầu mùa trên mọi đấu trường với tổng cộng 21 trận. Napoli thì chưa bao giờ ghi ít hơn 3 bàn trong mọi trận thắng của họ, đưa họ có một hiệu số vượt trội với 20 bàn thắng và 6 bàn thua. Điều đặc biệt là những chân sút của Napoli ghi bàn khá đồng đều, với Simone và Raspadori đều có 4 bàn thắng, còn Zielinski có 3 bàn thắng, sức mạnh của họ đến từ đường biên, cùng chủ công chăm lo cho sự sáng tạo của tập thể mùa này là Kvaratskhelia. Napoli cũng là câu lạc bộ có số bàn thắng nhiều nhất vòng bảng UEFA Champions League mùa này. Trong một bảng đấu có Liverpool và Ajax, đó thực sự là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng Rangers đã có một vòng bảng thảm họa nhất lịch sử giải đấu và trở thành máy farm bàn thắng của các đại gia khác bởi lối đá cống hiến nhưng thiếu tính toán của họ. Một trong những bất ngờ lớn nhất ở Champions League năm nay đã xảy ra ở bảng B, nơi đội bóng được đánh giá cao nhất bất ngờ còn không có C2 để mà uống. Trong khi đội bóng bị đánh giá là lót đường, là kho điểm, lại hiên ngang bước tiếp vào vòng knockout với tư cách là đội nhì bảng. Chúng ta đang nói đến Club Brugge và Atletico Madrid, hai hình ảnh tương phản cho hai thái cực khác nhau, của đỉnh cao và vực sâu, của thăng hoa và sa sút. Lẽ ra Atletico Madrid có thể tự chiến đấu cho số phận của mình để họ có thể vớt vát lại tại Europa League. Nhưng ngay ở lượt trận cuối cùng, đội bóng huấn luyện viên Diego Simeone đã thất bại trước Porto. Việc Atletico Madrid xảy chân cũng là tác nhân gián tiếp khiến Club Brugge bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Dẫu sao thì đại diện của Bỉ vẫn gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bằng thứ bóng đá phòng ngự đầy chắc chắn và khoa học. Cần biết rằng đây là một trong số những câu lạc bộ sở hữu thông số phòng ngự tốt nhất sau 6 trận vòng bảng với chỉ 4 bàn thua. Với những gì đã xảy ra, cục diện của bảng đấu này như sau: FC Porto đi tiếp với ngôi đầu bảng, Club Brugge đứng ở vị trí thứ hai, Leverkusen xuống trời ở Europa League, còn Atletico Madrid tiếp tục xoay vòng trong mớ khủng hoảng mà họ đã tạo ra. Người ta nói bảng C là bảng tử thần, nhưng tử thần thực sự chỉ có một, đó là Bayern Munich. Những dự đoán ban đầu của giới chuyên môn hoàn toàn chuẩn xác về việc hùng xám xứ Bavaria sẽ giành một trong hai vị trí dẫn đầu. Chỉ có điều, không nhiều người dự đoán Barca sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình, dù cho đã có những thời điểm họ nắm quyền tự quyết. Lại một lần nữa, người Catalan bị nhà vô địch của Bundesliga át vía, có cảm tưởng như cứ mỗi khi đối đầu với Bayern Munich, Barca không còn là chính mình. Minh chứng rõ nhất ở trận lượt về trên chính sân nhà Camp Nou, đội bóng huấn luyện viên Xavi còn không có nổi một cú dứt điểm trúng đích nào. Rõ ràng đó là một nghịch lý trong một đội bóng sở hữu những mũi tấn công thượng hạng. Cũng phải dành lời ngợi khen cho cầu thủ Inter Milan về lối chơi phòng ngự, phản công đầy khoa học, giúp họ có được 4 điểm sau 2 trận đấu trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là đội bóng xứ Catalan. Còn với Bayern, người ta đang thấy được một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League năm nay. 6 trận toàn thắng, ghi 16 bàn, để thủng lưới 2. Không một đội nào có thành tích tốt như vậy tại vòng bảng, dù cho họ bốc phải những lá thăm khó. Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, bảng D còn níu giữ cho khán giả đôi chút sự kịch tính, vì cục diện của nó chưa thể ngã ngũ. Ở đó, đội bét bảng là Marseille cũng có thể đi tiếp, còn đội đầu bảng Tottenham cũng có khả năng bị loại. Cuối cùng, Conte và các học trò cũng có được điều mình cần, nhưng cái giá họ phải trả là Son Heung-min phải lên bàn mổ sau cú va chạm gây tổn thương vùng mắt. Chiến thắng trước Marseille trong lượt trận cuối giúp Spurs duy trì ngôi đầu bảng với 11 điểm, trong khi đó Sporting lách qua khe cửa hẹp để đi từ Champions League xuống Europa League. Họ đã có quyền tự quyết, chỉ cần một trận hòa trước Frankfurt trên sân nhà và bước tiếp. Nhưng họ đành để Porto cùng Benfica của Bologna khiêu vũ trước một bầy thứ dữ từ vòng knock out. Thắng lợi của Frankfurt giúp nhà đương kim vô địch Europa League hết cơ hội để bảo vệ chức vô địch của họ. Nhưng người ta đang hoài nghi về cơ hội đi tiếp của đội bóng này khi vòng knock out chính thức bắt đầu. Ở bảng E, trận thua đầu tiên của Chelsea trước Dinamo Zagreb và trận hòa cho RB Salzburg cũng là những trận đấu mất điểm cuối cùng của họ. Đội bóng mới của Graham Potter đã áp đảo phần còn lại của bảng đấu này ở 4 trận sau đó, ít nhất là về mặt tỷ số để chiếm ngôi đầu bảng với 13 điểm. Chelsea không thể hiện sức mạnh quá vượt trội, nhưng họ đã học được cách chiến thắng từ những cú va bấp đầu dài để có màn bứt tốc ấn tượng và giành ngay vị trí đầu bảng. Có một thống kê đặc biệt là Graham Potter cũng là huấn luyện viên Chelsea đầu tiên bất bại trong 4 trận Champions League đầu tiên của họ kể từ Roberto Di Matteo ở năm 2012.
Vì thế hành trình sắp tới của họ rất đáng để theo dõi, ít nhất là với những ai tin vào những câu chuyện kỳ diệu lặp đi lặp lại. Milan và RB Salzburg là hai đội bóng xếp sau Chelsea. Họ đã cùng nhau cạnh tranh tấm vé còn lại ở lượt trận tới, và nhà đương kim vô địch của nước Ý vẫn tỏ ra họ vượt trội hơn đối thủ đến từ Áo. Một người cũ của Chelsea là Giroud tiếp tục đóng vai trò lớn trong trận thắng này của Milan với một cú đúp, nâng số bàn thắng của anh có được ở vòng bảng lên có số 4. Ở bảng F, Real Madrid và RB Leipzig cũng tỏ ra vượt trội so với hai đội bóng Shakhtar Donetsk và Celtic. Rõ ràng các đại diện từ Scotland năm nay đã gây một sự thất vọng lớn khi liên tục trở thành rổ đựng bóng cho các đối thủ khác. Đội bóng hoàng gia Real Madrid với 13 điểm tiếp tục đến với vòng knockout với tư cách đội đầu bảng. Họ cũng là đội bóng sở hữu thông số chuyền bóng chính xác cao nhất với 91,8%, nhiều hơn so với những 91,5% của Man City và 90,7% của Paris Saint-Germain và cả Barcelona nữa. Trong ngày cuối cùng của vòng bảng, Rodrigo Goes đã có bàn thắng thứ 13 của anh tại giải đấu này trong tổng cộng 33 trận đã tham gia. Con số này bằng với chính số bàn thắng mà huyền thoại người Brazil Ronaldo de Nazario có được trong màu áo trắng hoàng gia. RB Leipzig xếp thứ hai sau Real Madrid với 12 điểm. Họ đã có chiến thắng đậm đà 4-0 trước Shakhtar Donetsk để kết thúc vòng bảng của mình. Trong đó, Simakan với 3 kiến tạo và Nkunku với 3 bàn thắng là những cái tên đáng chú ý nhất. Bảng G chứng kiến sự áp đảo của Man City trước những đội bóng còn lại. Đội bóng của Pep Guardiola bất bại với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Họ là đội kiểm soát bóng tốt nhất giải đấu với việc nắm 64,3% thời gian cầm bóng. Ở trận đấu cuối cùng với Sevilla, họ còn kịp lập nên kỷ lục khác khi ngôi sao trẻ Rico Lewis trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Champions League. Và đó cũng là màn chào sân của chính anh tại giải đấu này. Những cầu thủ đáng chú ý nhất của The Citizen ở vòng này có thể kể đến Erling Haaland, người hiện đã bỏ túi 5 bàn thắng, con số có thể hơn nếu anh không ngồi ngoài. Trong khi đó, João Cancelo cũng sở hữu 4 kiến tạo, con số lớn nhất ở vòng bảng năm nay, xếp cạnh Messi và Diogo Jota. Dortmund là đội bóng tiếp theo giành tấm vé vào vòng knockout với 9 điểm. Điều đó có nghĩa Đức có đến 4 trong tổng số 5 đại diện lọt vào vòng trong, nhưng 3 trong số này lại xếp nhì bảng. Sự kịch tính của loạt trận cuối được đổ dồn về bảng H khi bảng đấu này đã xác định được hai đội đi tiếp, nhưng những vị trí đều có thể xáo trộn. Ở đó, Paris Saint-Germain sẽ phải thắng Juve ở loạt trận cuối, đồng thời hy vọng Benfica sẽ sẩy chân để nuôi chắc ngôi đầu. Trong khi Juve cũng sẽ cầu nguyện điều tương tự sẽ xảy ra với Maccabi Haifa để họ còn được chơi ở Europa League mà vớt vát hy vọng. Cuối cùng, Benfica mới là những người gây ấn tượng mạnh nhất ở bảng đấu này. Phải làm khách đến Israel, nhưng đại diện của Bồ Đào Nha đã có một chiến thắng hủy diệt với tỷ số 6-1. Ở trận đấu còn lại, Juventus cho thấy những nỗ lực và quyết tâm để ngáng đường gã nhà giàu nước Pháp, nhưng những gì mà đội bóng thành Turin làm được là không đủ để ngăn cản Mbappe với một bàn thắng và một đường kiến tạo. Kết quả chung cuộc, Juve là đội bóng xuống Europa League, Paris Saint-Germain và Benfica dắt tay nhau vào vòng knockout. Nhưng có một thay đổi rất lớn ở đây khi Paris Saint-Germain mới là đội bóng đứng nhì bảng. Cả hai đội bóng này có cùng điểm số, cùng thành tích đối đầu, cùng hiệu số dương 9. Nhưng cuối cùng thành tích ghi nhiều bàn hơn trên sân khách lại là thứ để phân định cục diện của bảng đấu. Đâu đó có những tiếc nuối, bởi giá như nhà vô địch Ligue 1 có thể ghi thêm một bàn nữa thôi vào lưới của Juve, mọi chuyện đã khác. Đó là 16 đội bóng sẽ đi tiếp tại Champions League năm nay. Rõ ràng là không thiếu những bất ngờ và sự tiếc nuối cho những ông lớn, nhưng biết sao được vì họ đã không tỏ ra xứng đáng để đi tiếp. Chúng ta sẽ phải trải qua giai đoạn tạm nghỉ trước khi gặp lại họ vào đầu năm sau. Vẫn sẽ là những trận đấu cực kỳ máu lửa và căng thẳng nữa đang chờ đón tất cả ở phía trước. Đâu là đội bóng mà bạn ủng hộ và đâu là đội bóng mà bạn nghĩ sẽ nâng cao chiếc cúp bạc ở mùa giải này? Hãy để lại câu trả lời dưới comment nhé!